Trong khi đó, hai dự án khu đô thị mới tổng vốn hơn 7.300 tỷ đồng ở xã Đại Áng, Liên Ninh, huyện Thanh Trì lại nhận được tới 7 hồ sơ đăng ký. Cụ thể, dự án khu đô thị mới Liên Ninh, huyện Thanh Trì đang có 4 nhà đầu tư cùng muốn thực hiện là công ty cổ phần Tổng Công ty Techco Miền Nam, công ty cổ phần Hataco Thăng Long, công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên và công ty cổ phần Việt Hưng TTC Hà Nội. Dự án có quy mô trên 30 ha, chi phí sơ bộ khoảng 2.866 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dự án khu đô thị mới c một nằm tại xã Đại Áng thu hút hai liên danh và một doanh nghiệp đăng ký thực hiện, gồm Vinaconex Invest venerios và công ty cổ phần đầu tư Mai Linh, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Linh Sơn. Đơn vị còn lại muốn làm dự án này là công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà An Đức. Dự án có quy mô hơn 27 ha với tổng vốn đầu tư hơn 4.460 tỷ đồng.